Vâng, em Vũ Duy Auto xin trân trọng kính chào quý vị các bạn và khán giả đã theo dõi kênh của Vũ Duy Auto. Và trong buổi ngày hôm nay thì Vũ Duy Auto tiếp tục giới thiệu quý vị các bạn một mẫu xe mới nhập về cửa hàng, đó là mẫu BT50. Một mẫu xe sử dụng máy dầu 3.2, rất là khỏe khoắn, vượt mọi địa hình, địa dốc, một mẫu xe của Mazda. Vâng, một thương hiệu đến từ Nhật Bản, tuyệt vời luôn ạ. Vâng, một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc, sản xuất năm 2013. Vâng. Và bây giờ thì Vũ Duy Auto sẽ xin đi giới thiệu quý vị các bạn chi tiết về chiếc xe này để quý vị các bạn cùng theo dõi. Vâng. Mazda BT50 ạ. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin. Vâng, em Vũ Duy Auto xin trân trọng chào quý vị khán giả. Hôm nay thì Vũ Duy Auto sẽ xin giới thiệu quý vị các bạn một chiếc xe mới nhập về cửa hàng, mẫu Mazda BT50, sản xuất năm 2013, phiên bản máy dầu 3.2, số tự động. Và chiếc xe này thì ngoại quan là màu đỏ, rất là bắt mắt luôn, cực kỳ đẹp. Vâng. Em sẽ quay tất cả xung quanh cho quý vị các bạn nhìn chiêm ngưỡng chiếc xe này. Một chiếc xe phân khúc hạng trung, một mẫu địa hình, địa dốc rất là đẹp. Và đây mọi người có thể nhìn Mazda BT50 phiên bản 2 cầu cho quý vị nhá. Cực kỳ khỏe khoắn, vượt mọi địa hình, có thể vượt nước 800mm. Dạ vâng, rất là ok, rất là khỏe khoắn. Một chiếc xe đã được chủ nhân cũ bàn giao lại cho chúng em để bán. Chủ nhân cũ cũng rất yêu quý chiếc xe này. Một chiếc xe biển Hải Phòng 15C07600. Vâng. Và xin giới thiệu quý vị các bạn chiếc xe Mazda BT50 này. Đầu tiên đèn halogen đây mọi người có thể nhìn. Tất cả các chi tiết thì rất là sáng bóng luôn. Đèn thì cực kỳ sáng, ban đêm soi thì tuyệt vời. Vâng. Còn tất cả các chi tiết mạ chrome thì rất là sáng, sạch sẽ, đẹp đẽ. Cản trước rất là ok, đây mọi người có thể nhìn nhá. Chiếc xe không đâm va, không ngập nước luôn. Vâng, một chiếc xe rất là khỏe. Gương kính cụp xòe, gương kính chỉnh điện, xi nhan kết hợp trên tay gương. Tay nắm cửa đã được mạ chrome theo bộ logo BT50. Đây mọi người nhìn rất là đẹp. Gương thì đã được bọc cái chi tiết mà chống trộm rồi, nên là mọi người đấy, mọi người có xe thể xem đây, rất là cẩn thận luôn, chủ nhân cũ rất cẩn thận. Nội thất màu đen kết hợp đỏ rất là ok. Trần nỉ đã được bọc ni lông tuyệt vời, sạch sẽ, đẹp đẽ. Đây mọi người nhìn nhá, rất là đẹp luôn. Phần đồng hồ hiển thị thì rất là rõ ràng. Và tí nữa em sẽ giới thiệu chi tiết. Cánh cửa thì bên em đảm bảo luôn, phần cao su vẫn còn tất cả là đẹp, keo chỉ nguyên zin, không mất một phân ly keo chỉ nào cả. Ốc ác thì vẫn còn nguyên dấu của nhà sản xuất. Đấy mọi người có thể nhìn, một chiếc xe nguyên bản, một chiếc xe rất là đẹp. Và bên em chào bán chiếc xe này với giá là 450 triệu đồng. Vâng, tiền nào của đấy nhá quý vị nhá. Rất là đẹp, ốc ác vẫn còn nguyên zin đây này, vẫn còn nguyên của nhà sản xuất luôn, đẹp tuyệt vời luôn, không có gì phải chê trách cả. Cao su của chiếc xe thì tuyệt vời. Con này em đang khóa cửa rồi. Vâng, cánh cửa đằng sau đây mọi người đóng mở rất là nhẹ nhàng. Phần cao su thì tuyệt vời, không có dấu hiệu rách mót gì cả. Keo chỉ thì nguyên zin, từng phân ly keo chỉ một. Ốc ác nguyên bản luôn. Đây mọi người nhìn này, ốc ác đẹp luôn. Tất cả đều rất là đẹp. Nội thất ghế da trần nỉ rất là sạch sẽ. Và ghế da thì có thêm những cái chi tiết lỗ thoáng để mà tăng cả lăng thấm hút mồ hôi, nên là không bị ngồi lâu thì rất là thoáng đãng, không bị ra mồ hôi lưng. Vâng. Và trần thì nỉ bọc cách nhiệt, điều hòa auto, điều hòa rất là mát, lạnh sâu. Không gian nội thất 5 người ngồi rất là rộng rãi, rất là thoải mái. Đấy mọi người có thể nhìn, một chiếc xe tuyệt vời. Gầm lốp nhíp thì đi cực nhẹ nhàng luôn nhá. Lốp nhíp rất là lốp đây. Đây mọi người có thể nhìn, lốp 12 chấu nguyên bản theo xe, nguyên logo của nhà sản xuất và sử dụng vành 17 inch. Vâng, vành 17 inch luôn quý vị nhá. Gầm cao bệ thoáng luôn ạ. Không gian ở đằng sau cốp của chiếc xe này thì mọi người có thể nhìn. Vâng, không gian cốp rất là rộng rãi luôn. Đây, đồ đạc vẫn còn vất ngổn ngang luôn ạ. Cốp thì rất là rộng rãi, sạch sẽ. Nói chung là cốp thì hơi bẩn tí. Nhà em con xe này mới lấy về, chưa có dọn riếc gì cả.
chủ nhân cũ thì hay chở đồ nên là cũng hơi bẩn. Và ốc ác thì vẫn còn nguyên này, chưa có đâm va, ốc vẫn còn đẹp. Đây mọi người nhìn này, đinh hàn các thứ là vẫn còn đẹp. Đấy, một chiếc xe rất là đẹp luôn, Mazda BT50 phiên bản 2 cầu, máy dầu 3.2, cực kỳ khỏe, cực kỳ đẹp. Đèn đóm thì sáng láng luôn. Vâng, tất cả các chi tiết đã được bọc mạ chrome, rất là sáng, rất là sạch sẽ, rất là đẹp đẽ. Vâng, phần con này thì sử dụng nắp thùng là nắp thùng nổi nha quý vị nhá. Vâng, không phải nắp thùng kín luôn. Vâng, tiếp theo là phần răng cao su của cánh cửa phía bên phụ đằng sau rất là vẫn còn rất là mới, keo chỉ nguyên zin ở bên này, tapi thì chuẩn chỉ rồi. Nên em chỉ cần giới thiệu qua mọi người biết chất của chiếc xe như thế nào. Một chiếc xe địa hình cực kỳ khỏe, sử dụng máy dầu thì cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn. Vâng, trên cánh phụ cũng vậy, cánh phụ cũng rất là đẹp, tất cả các cái chi tiết rất là tuyệt vời luôn. Vâng, rất là ok, không có gì phải bàn cãi một chiếc xe như thế này cả, rất là đẹp luôn ạ. Còn đây là không gian người lái nhìn từ bên phụ sang, rất là thoải mái, rất là rộng rãi, ghế ôm sát người, tay vô lăng nắm rất là chắc, đã được thêm chi tiết bọc. Và chiếc xe này thì rất nhiều túi khí ở xung quanh, đảm bảo cho cả người lái cũng như người ngồi xung quanh trong chiếc xe này rất là an toàn. Còn gương kính chỉnh điện đây cũng gắn sẵn chi tiết bọc chrome để cho tăng cái khả năng chống mất cắp trước gương. Vâng, một chiếc xe rất là đẹp luôn ạ. Bây giờ thì em sẽ đi vào khoang lái của chiếc xe này để cho mọi người cảm nhận. Vâng, đồng hồ hiển thị rất là rõ ràng tất cả những cái thông số của chiếc xe này. Bây giờ thì em sẽ khởi động. À đây, giới thiệu quý vị luôn, màn hình DVD cam lùi rất là ok. Vâng, em để chế độ lùi cho mọi người nhìn này. Đấy, hiển thị cam lùi luôn nhá. Đấy, rất là an toàn và ghi luôn cái bìa khoảng cách. Một đấy, rất là an toàn luôn ạ. Và đây, đầu đĩa DVD nguyên bản theo xe. Điều hòa auto, ghế auto, gió auto, vâng, nhiệt độ auto. Và có thêm phanh tay rất là an toàn. Vâng, tuyệt vời luôn, một chiếc xe rất là khỏe khoắn, rất là tuyệt vời. Và bây giờ thì Vũ Duy Auto sẽ đi khởi động chiếc xe này để cho mọi người kiểm tra. Đây, gương kính gạt rất là nhẹ nhàng luôn nhá. Đấy mọi người có nhìn, đấy, gạt rất nhẹ nhàng. Và bây giờ thì em Vũ Duy Auto sẽ đi khởi động chiếc xe này để cho mọi người nghe. Mọi người hãy nghe kỹ động cơ này. Đấy, động cơ khởi động lên rồi đấy. Lên phát 800 vòng trên phút. Nói chung là vòng tua này thì tiết kiệm nhiên liệu cực kỳ luôn nhé quý vị nhá. Rất là ok luôn. Đấy mọi người nhé. Và bây giờ thì em sẽ đi xuống cái phần cốp dưới, cốp nắp capo của chiếc xe để cho mọi người xem là động cơ hoạt động như thế nào. Vâng, thưa quý vị các bạn, đây chính là khoang động cơ của chiếc xe. Đây mọi người có thể nhìn ốc ác các thứ thì vẫn chuẩn chỉ đây. Rất là đẹp luôn, keo chỉ thì không mất một phân ni nào luôn đối với nắp capo này. Và rất là sạch sẽ, lỗ rất là tròn, rất là đẹp. Và còn đây là cụm phanh ABS an toàn của chiếc xe. Và một chiếc xe tích hợp rất nhiều chức năng. Đấy mọi người có thể nghe tiếng máy rất là êm, máy dịu và không có dấu hiệu chảy dầu mỡ nhé quý vị nhá. Không có dấu hiệu chảy dầu mỡ, máy rất là khô, rất là ok luôn. Lỗ tròn đều tuyệt vời. Và đây mọi người thì gầm rất là thoáng luôn, sạch sẽ đẹp đẽ. Và gầm rất là thoáng sạch sẽ, gầm bệ chắc chắn không mục mọt luôn. Đấy mọi người thì nhìn một chiếc xe địa hình gầm bệ chắc chắn cực kỳ luôn. Cực kỳ chắc chắn luôn, rất là đẹp. Và một chiếc xe rất đáng đồng tiền bát gạo luôn ạ. Vâng, vừa rồi thì em Vũ Duy Auto đã giới thiệu quý vị các bạn một chiếc xe mới nhập về cửa hàng, đó là mẫu Mazda BT50 sản xuất năm 2013, lăn bánh ngay năm tiếp theo. Và chiếc xe này sử dụng máy dầu 3.2 số tự động, tất cả là bản full option.
tất cả các chức năng điều hòa auto, gương kính auto, gương kính chỉnh điện, đèn cũng auto luôn. Và hạn đăng kiểm đến tháng 1 năm 2020, một chiếc xe cực kỳ đẹp. Gương thì rất là to đấy mọi người nhìn nhá. Và chiếc xe này hỗ trợ đổ đèo, hỗ trợ cân bằng, hỗ trợ phanh ABS an toàn, túi khí an toàn rất là ok. Tất cả các chức năng đã được tích hợp sẵn trong chiếc xe, rất là tuyệt vời. Vậy những ai quan tâm đến mẫu xe này hãy liên hệ với em qua số điện thoại Vũ Duy Auto 0869158926. Cửa hàng em ở cơ sở 1 Cống Trắng Quán Toan Hồng Bàng Hải Phòng. Cơ sở 2 số 173 đường Hải Triều Quán Toan Hồng Bàng Hải Phòng. Cơ sở 3 số 28A Quỳnh Hoàng Nam Sơn An Dương Hải Phòng. Và tiếp theo sắp tới sẽ có cơ sở 4 ở cảng Vật Cách Quán Toan Hồng Bàng Hải Phòng. Vậy những ai quan tâm đến mẫu xe nào thì hãy liên hệ với Vũ Duy Auto để có được những chiếc xe ưng ý nhất cho mình cũng như người thân để đi lại ấm cúng thuận tiện. Vâng, Vũ Duy Auto xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video lần sau. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm, đăng ký, theo dõi và chia sẻ kênh giúp Vũ Duy Auto.